Kính chào quý vị và các bạn. Bích Thảo rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tổng hợp cuối tháng của Cổng Thông tin Điện tử Đại học Quốc gia Hà Nội. Kính thưa quý vị, như vậy là năm 2014 cũng đã khép lại và bản tin tổng hợp của chúng tôi cũng đã lên sóng được 365 ngày, thực hiện nhiệm vụ thông tin đầy đủ và kịp thời các hoạt động nổi bật của Đại học Quốc gia Hà Nội theo từng tháng. Nhân dịp chào đón năm mới 2015, Bích Thảo cũng xin phép được thay mặt những người làm chương trình gửi tới quý vị lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho bản tin nói riêng và Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Còn bây giờ như thường lệ, kính mời quý vị đến với những tin tức nổi bật trong tháng 12. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 12 năm 2014. 151 cá nhân được vinh danh gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014. Học bổng Mitsubishi góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và các đối tác Nhật Bản. Ngày hội việc làm, nơi gặp gỡ của doanh nghiệp và sinh viên. Hội nghị tổng kết công tác thanh tra và pháp chế năm 2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Triển khai 5 khóa đào tạo tăng cường năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch phát triển năm 2015 công tác tổ chức cán bộ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Phiên họp Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ khởi công xây dựng trường Đại học Việt Nhật. Sau đây mời quý vị xem tin chi tiết. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Liên bang Nga do Chủ tịch Duma Quốc gia Nga dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 12 năm 2014. Trong thời gian thăm Việt Nam, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã đến thăm, nói chuyện và giao lưu với lãnh đạo sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch đã giới thiệu về chính sách đối ngoại của Liên bang Nga và tương lai quan hệ Việt-Nga. Theo đó, Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống rất tốt đẹp với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Các chuyến thăm lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo hai quốc gia Liên bang Nga và Việt Nam nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường sự tin cậy về chính trị, đẩy mạnh hợp tác song phương, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, văn hóa và du lịch, thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác trọng điểm. Gần đây, từ 25 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11 năm 2014, đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội do Giám đốc Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga. Trong chuyến công tác này, đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã gặp gỡ, trao đổi và có những ký kết hợp tác quan trọng với các đại học lớn của Liên bang Nga như Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, Đại học Quốc gia Saint Petersburg, Đại học Hữu nghị Moscow, Đại học Khí tượng Thủy văn Liên bang Nga, Đại học Năng lượng Moscow trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên. Sáng ngày 10 tháng 12, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hữu Đức đã tới dự và phát biểu tại lễ trao thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014. Đây là dịp tổng kết và biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, phấn đấu trở thành gương mặt trẻ tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời đề ra phương hướng và các giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua những năm tiếp theo. Năm nay, trong số 151 gương mặt trẻ tiêu biểu, có 39 học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia, quốc tế, 74 học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Trong đó có một học viên cao học là người nước ngoài và 38 cán bộ trẻ đạt thành tích xuất sắc trong công tác. Bên cạnh các phong trào thi đua học tập tốt, phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên cũng thu hút được đông đảo các bạn trẻ tham gia. Đặc biệt, từ năm học 2012-2013, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức hội nghị xét chọn và trao thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên Đại học Quốc gia. Năm học 2013-2014, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự được nhận 12 giải thưởng, trong đó có 4 giải nhất, 3 giải nhì và 5 giải ba. Chiều ngày 10 tháng 12, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ trao học bổng năm học 2014-2015 của Quỹ học bổng Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản, Ngân hàng Tokyo Mitsubishi cho 30 sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc, mỗi suất học bổng trị giá 310 đô la Mỹ. Với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục của Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung, kể từ khi biên bản thỏa thuận hợp tác về chương trình học bổng giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ Tài chính Thống nhất Nhật Bản Mitsubishi được ký kết, năm học 2014-2015 là năm học thứ 20 liên tiếp, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được sự quan tâm, giúp đỡ thiết thực bằng các suất học bổng có giá trị từ phía quỹ.
Chương trình không chỉ giúp sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội có điều kiện học tập tốt hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong việc tiếp cận những phương thức tổ chức và quản lý tiên tiến của một trong những ngân hàng có uy tín bậc nhất ở Nhật Bản hiện nay, với sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong hệ thống ngân hàng khu vực và trên thế giới, là Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản, Ngân hàng Tokyo Mitsubishi. Đại diện của Quỹ học bổng cho biết, trong thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục trao thêm nhiều suất học bổng cho sinh viên, đồng thời tin rằng chương trình học bổng này sẽ góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và các đối tác Nhật Bản nói riêng, giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung. Ngày 9 tháng 12, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày hội Việc làm 2014. Ngày hội Việc làm được tổ chức với mục đích tạo cơ hội tiếp xúc giữa các doanh nghiệp với sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và sinh viên các trường đại học tại Hà Nội nói chung, qua đó giúp sinh viên tiếp cận được với những việc làm phù hợp, đồng thời giúp các cơ quan tuyển dụng lựa chọn được nhân lực phù hợp với yêu cầu công việc. Tham dự Ngày hội Việc làm lần này có 18 doanh nghiệp Nhật Bản và các doanh nghiệp có đối tác là Nhật Bản tại Việt Nam. Có trên 600 sinh viên tham dự, trong đó có sinh viên của các trường đại học thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội và sinh viên đến từ nhiều trường đại học tại Hà Nội như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội. Tại Ngày hội Việc làm 2014, sinh viên có cơ hội tham quan các gian hàng, nghe thuyết trình, tìm hiểu và trao đổi thông tin về các doanh nghiệp. Đồng thời, các em cũng được tư vấn về cơ hội việc làm, cơ hội học bổng cũng như định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông đã tổ chức thí điểm Ngày hội Việc làm với hình thức mới là các cơ quan, doanh nghiệp tập trung tham gia trong một ngày, vừa triển lãm và tư vấn tại gian triển lãm của mình, vừa giới thiệu cơ quan mình tại hội trường. Ngày 12 tháng 12, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ thanh tra và pháp chế năm 2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 của Ban Thanh tra và Pháp chế đã nêu rõ, công tác thanh tra và pháp chế đã có những định hướng rõ nét, có trọng tâm và lộ trình thực hiện cụ thể. Tích cực đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện theo hướng bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Đại học Quốc gia Hà Nội và đơn vị, kiện toàn hệ thống tổ chức và nhân sự từ đơn vị tới Đại học Quốc gia Hà Nội, xây dựng, ban hành các văn bản quản lý của Đại học Quốc gia Hà Nội làm cơ sở để triển khai hoạt động công tác thanh tra và pháp chế trong toàn hệ thống. Một số đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai xây dựng, ban hành mới văn bản quản lý nội bộ. Các đơn vị trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội đang thực hiện rà soát để bổ sung, hoàn thiện văn bản phù hợp với quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội, hoàn thành chương trình nâng cao kỷ cương trong quản lý đào tạo và hiện đang tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương trong tổ chức đào tạo. Năm 2015, mục tiêu của công tác thanh tra và pháp chế là nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra tại Đại học Quốc gia Hà Nội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2015. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao những kết quả của công tác thanh tra và pháp chế đã đạt được trong năm 2014, góp phần tạo môi trường ổn định, thống nhất để có những đổi mới tích cực và thành tựu chung ở Đại học Quốc gia Hà Nội, và đề nghị lấy năm 2015 là năm thanh tra và pháp chế của Đại học Quốc gia Hà Nội. Triển khai đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học và quản lý trình độ cao của Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức một lớp đào tạo tăng cường năng lực quản lý cho cán bộ quy hoạch của các đơn vị và 4 lớp kỹ năng giảng dạy, tham gia dự hội thảo khoa học bằng tiếng Anh cho giảng viên. Với khóa bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý, 59 tiến sĩ, phó giáo sư thuộc thế hệ sinh năm 70 đang giữ các cương vị trưởng, phó trưởng khoa, phòng, trung tâm, có tố chất lãnh đạo, quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được triệu tập và tham dự đào tạo về quản trị đại học. Khóa học bao gồm các module về lãnh đạo trong trường đại học, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc, ứng dụng KPI trong quản trị đại học và chia sẻ tình huống. Lớp học cũng có một buổi tối giao lưu và kết nối, qua đó các nhà quản lý trẻ của Đại học Quốc gia Hà Nội tăng cường giao lưu, kết nối, quyết tâm tăng cường sự liên thông, liên kết trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại nhà khách của Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc, Thạch Thất Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm tổng kết chặng đường 20 năm phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, từng bước ứng dụng bài bản quản trị đại học và quản trị nguồn nhân lực hiện đại. Công tác tổ chức cán bộ năm 2014 đã có sự chuyển biến tích cực và tạo sự chuyển biến về chất, có sự đồng thuận và kết nối trên dưới, tạo nền tảng để phát triển các nhiệm vụ có tính đột phá cao trong những năm tiếp theo.
Mô hình tổ chức và hoạt động cũng như cơ chế quản lý, điều hành của Đại học Quốc gia Hà Nội cần được hoàn thiện theo mô hình đại học định hướng nghiên cứu. Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức, các nhà khoa học có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị trong thời gian tới. Hội nghị đưa ra kế hoạch nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2015 sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Đại học Quốc gia Hà Nội và của các đơn vị thành viên theo định hướng một đại học nghiên cứu, triển khai đồng bộ các giải pháp quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà khoa học và quản lý, hoàn thiện hệ thống văn bản, quản lý điều hành của Đại học Quốc gia Hà Nội và của các đơn vị, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự làm công tác tổ chức cán bộ trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội là chủ đề của phiên họp thứ 4 Hội đồng đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội được tổ chức ngày 25 tháng 12. Trong năm 2014, Đại học Quốc gia Hà Nội đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về đảm bảo chất lượng, giúp công tác đảm bảo chất lượng trong Đại học Quốc gia Hà Nội được thực hiện một cách có nề nếp, quy củ, có hệ thống và hiệu quả hơn. Hai chương trình đào tạo cử nhân được kiểm định theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, nâng tổng số chương trình đào tạo đạt chuẩn của Đại học Quốc gia Hà Nội lên 11 chương trình. Việc đánh giá đồng cấp nội bộ được thực hiện nghiêm túc, quy củ, theo đúng các bước cơ bản trong quy trình đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo. Kết quả đánh giá giúp các đơn vị đào tạo nhìn nhận rõ những điểm mạnh, những tồn tại và hạn chế để có kế hoạch cải tiến chất lượng. Đặc biệt, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức thành lập và được cấp phép hoạt động. Đây là trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đầu tiên trong cả nước, có nhiệm vụ thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục với các đối tượng là các cơ sở giáo dục đại học, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các chương trình đào tạo giáo dục đại học và chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Hội đồng đảm bảo chất lượng sẽ tư vấn cho Ban Giám đốc chỉ đạo đẩy mạnh việc phát triển mô hình đảm bảo chất lượng theo chuẩn đầu ra, theo kết quả đào tạo của sinh viên, sự hài lòng của các bên tham gia. Chương trình đào tạo phải điều chỉnh theo sự góp ý, phản hồi của người học, nhà tuyển dụng và các bên tham gia. Chuẩn đầu ra và phương pháp giảng dạy của từng môn học phải hướng tới đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Trong năm học 2013-2014, công tác thi đua khen thưởng của Đại học Quốc gia Hà Nội đã có những bước chuyển tích cực cả về nội dung và hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Công tác này đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và thủ trưởng các đơn vị thành viên trực thuộc, tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng được kiện toàn. Công tác thi đua khen thưởng đã có nhiều đổi mới trong nhận thức và đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, quản lý của các cấp đảng ủy, chính quyền, đoàn thể, thể hiện rõ trong việc phát động và triển khai các phong trào thi đua về công tác khen thưởng. Công tác thi đua khen thưởng đã từng bước đi vào nền nếp, không ngừng có những cải tiến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của từng khối đơn vị, từng nhóm đối tượng, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, có tác dụng động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị. Kết luận tại hội nghị, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Phó Giám đốc nhấn mạnh, năm học 2014-2015, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đó là tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và các cấp đơn vị, triển khai đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học và quản lý trình độ cao của Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ, đề án đổi mới tuyển sinh đại học và sau đại học, phát triển và nâng cao hiệu quả, nhiệm vụ chiến lược phù hợp với thực tiễn của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao khả năng có việc làm của người học, nâng cao năng lực hội nhập và kết nối với yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, làm hạt nhân cho các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội, phát triển cơ sở vật chất, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác hợp tác phát triển, tăng nguồn thu. Vì vậy, công tác thi đua khen thưởng cần tiếp tục đổi mới quy trình, tiêu chí và cách thức tổ chức, sử dụng các tiêu chí của đại học nghiên cứu, các tiêu chuẩn của kiểm định chất lượng làm căn cứ để đánh giá thi đua cho từng đơn vị. Các đơn vị dựa vào đặc thù riêng của mình để điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp. Ngày 20 tháng 12, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
cùng đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và một số bộ ngành đã tham dự lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Việt Nhật tại khu dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc, Thạch Thất. Ngày 21 tháng 7 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập trường Đại học Việt Nhật, trường đại học thành viên thứ 7 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Việt Nhật sẽ được xây dựng trong khuôn viên rộng 75 ha tại Hòa Lạc với tổng vốn đầu tư xây dựng khoảng 365 triệu đô la Mỹ. Cơ sở vật chất của trường dự kiến hoàn thành cơ bản vào năm 2020. Việc thành lập trường Đại học Việt Nhật với cơ sở vật chất hiện đại, có sự tham gia phối hợp của các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới sẽ là cơ hội để Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn thiện mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển các lĩnh vực công nghệ tiên tiến và khoa học liên ngành, gia tăng các chỉ số quốc tế hóa và nâng cao xếp hạng quốc tế. Đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện xây dựng trường Đại học Việt Nhật đối với việc phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam và quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Là trường đại học đặc biệt, biểu tượng cho hợp tác hữu nghị Việt-Nhật, trường Đại học Việt Nhật phải là một đại học tiên tiến, chất lượng, hội tụ những tiến bộ trong giáo dục đại học quốc tế, những giá trị riêng của giáo dục của văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, vươn tới trở thành một trung tâm đào tạo quy mô có uy tín ở khu vực. Chủ tịch Hội đồng của Đảng Tự do Dân chủ, Chủ tịch Hội Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật gửi đến lễ động thổ bức thư chúc mừng với nội dung: mong sẽ cùng các bạn Việt Nam xây dựng nên một trường đại học nổi tiếng thế giới có nguồn gốc từ châu Á, với mục tiêu kết nối ước mơ và hy vọng của giới trẻ không chỉ ở Việt Nam mà là toàn châu Á. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã đánh giá cao sự chuẩn bị của Đại học Quốc gia Hà Nội cho việc xây dựng trường Đại học Việt Nhật, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ vào tháng 9 năm 2016. GICA sẽ nỗ lực hết mình trong việc triển khai khóa đào tạo thạc sĩ trong giai đoạn đầu tại Trường Đại học Việt Nhật vào tháng 9 năm 2016, để Trường Đại học Việt Nhật có thể phát triển bền vững, là biểu tượng cho mối quan hệ giữa hai nước, thì bên cạnh việc hỗ trợ của chính phủ, rất cần sự hợp tác tích cực của các doanh nghiệp. Trước sự chứng kiến của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác chính thức với các đối tác trong khuôn khổ dự án xây dựng Đại học Việt Nhật. Ngày 30 tháng 12 năm 2014, hơn 200 cán bộ, học viên sau đại học và sinh viên nước ngoài của Đại học Quốc gia Hà Nội đã có một buổi giao lưu với nhiều cảm xúc tại chương trình gặp mặt sinh viên quốc tế nhân dịp năm mới 2015. Các sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam đã đem đến cho bữa tiệc cuối năm một không khí sôi động cùng những tiết mục văn nghệ nhiều màu sắc. Nếu như các lưu học sinh, sinh viên quốc tế mang đến buổi giao lưu những tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, thì các sinh viên Việt Nam lại chia sẻ tình yêu quê hương, đất nước qua các bài hát mang âm hưởng dân gian trữ tình. Chính cộng đồng sinh viên quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những yếu tố góp phần làm nên thương hiệu của một trung tâm đại học hàng đầu đất nước, đang có những bước tiến nhanh chóng trong quá trình hội nhập quốc tế để trở thành trung tâm đại học tiêu biểu của khu vực. Đây là năm đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt sinh viên quốc tế nhân dịp năm mới, nhằm tạo điều kiện để cộng đồng sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam có cơ hội giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị. Chương trình không chỉ là lời chúc tốt đẹp của Đại học Quốc gia Hà Nội đến các bạn sinh viên nước ngoài đang học tập và nghiên cứu tại đây nhân dịp năm mới, mà qua đó còn góp phần tạo dựng nên dấu ấn và phong cách riêng trong phong trào sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp tháng 12 của Cổng Thông tin Điện tử Đại học Quốc gia Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.